Ha, chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bản nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ có một số đồ nghề anh em coi á, thấy phù hợp với anh em thì anh em liên hệ mình để đặt hàng. Ha, thì ở đây mình muốn nói là mình không có ship COD nha anh em. Và giá cả ở đây cũng chưa bao gồm phí ship. Thì anh em nhận hàng anh em sẽ thanh toán tiền cước cho bên vận chuyển nha anh em. Thì anh em vui lòng nghe kỹ cái đoạn đầu này. Rồi anh em mua bán giao dịch với mình nha anh em. Rồi, ha. Rồi đầu tiên mã số 1 nè. Mã số 1 thì mình có cái giá là 750.000 nha anh em. Thì đây là một cái vòi Toto. Nguyên hộp chưa qua sử dụng nha anh em. Hàng nội địa của Nhật Toto. Thì cái mã số 1 này nè. Thì giá của nó là 750.000. Thì đây là cái vòi này nó có cái là nó xoay 360 độ. Anh em có thể bắt ở đâu cũng được. Đây hàng Toto nội địa Nhật. À, hàng Toto nội địa Nhật. Thì khi mà anh em coi trên clip á. Thì do cái này là nó inox. Nó là đồng, nó mạ chrome nên là anh em sẽ thấy nó không có được đẹp, nhưng mà ngoài thực tế thì nó rất là đẹp nha anh em. Răng này là răng 21 thông dụng. Đó, thì cái vòi này nó sẽ dài hơn cái vòi số 2 nha anh em. Đây, cái vòi số 2 nè, có giá rẻ hơn là 700.000. Đó, hai cái đều là của hãng Toto hết, hàng nội địa Nhật nha, tất cả đều mới chưa xài và cái này mình sẽ bao anh em xài. Trong vòng vài năm, anh em muốn bao nhiêu năm cũng được. Trừ khi anh em xài cái nguồn nước nó quá dơ thôi, ví dụ như nước cống, nước gì thôi. Đó, thì cái này nó sẽ dài hơn khoảng 5 cm nha anh em. Thì nó sẽ mắc hơn. Còn lại toàn bộ là nó sẽ là không rỉ. Và cái này á, nó quay được 360 độ. Nè, đó. Thì giá của cái mã số 1 á, là 750. Còn cái số 2 này á, là 700.000. Do nó ngắn hơn. Nha anh em, răng này là răng 21. Nó bằng đồng nha anh em, chưa qua sử dụng. Răng 21 thông dụng gắn bình thường. Đó, khi mà anh em muốn hứng nước vô thau giặt đồ bên này hoặc là bên này, anh em quay đâu đó thì tùy anh em ha. Hàng Toto thương điện nội địa của Nhật. Cái này cũng có bán ở Việt Nam nha anh em, có bán ở Việt Nam. Đó, cái này anh em nào mà muốn mua hàng rẻ hơn thì có thể liên hệ hãng ở Việt Nam nha. Còn cái này là mình bán hàng nội địa ha. Thì mã số 1 nè là 750, mã số 2 là 700. Anh em mua cái số 1 với cái số 2 thì sẽ bớt được 50.000, là hai cái nha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ở đây thì mình có giá là 350.000. Thì đây mình có khoảng 2 4 6 8 10 cái đạn dây rút nha anh em, 10 bịch nha. Ở đây á thì mình sẽ bóc ra cho anh em coi. Ở đây thì bên nước ngoài á, họ bán dây rút, họ bán theo cái nha anh em, chứ họ không có bán theo theo bịch, nên là một bịch này là 5 cái nè, 2 4 5 nè. Ở đây thì nó có 4 cái, chắc có lẽ nó rách. Ở đây là 5 cái ha. Thì đây là cái thông tin của cái dây rút là hãng OHM. Thì một cọng này nó dài là 83 cm ha. Thì ở đây cái thông tin của cái cọng này nó rất là đầy đủ nè. Một cọng này nó chịu lực được là 79,3 kg ở trên kF này, có nghĩa là cái lực động đó nha anh em, chứ không phải là lực tĩnh. Ví dụ như anh em bó một cái đoạn ống khoảng 50 kg 70 kg đi, thì anh em di chuyển thêm cái đoạn ống đó nữa thì đó là được gọi là cái lực động ha. Thì cái này nè, cái nhiệt độ của cái gọng dây này nó chịu được là từ -40 độ cho tới 85 độ C. Có nghĩa là anh em sử dụng ngoài trời nắng, mình cái này nếu mà anh em mua mình bao anh em xài là khoảng 1 năm ngoài trời nắng luôn, không có bị mục nha. Tại trước đó mình có xài rồi. Năm ngoái mình có xài để bắt cái dạng phun sương của mình á. Lại nhỏ thôi chứ không có được lớn như vậy. Đó, thông số đầy đủ, rất là thông số kỹ thuật của con này rất là đầy đủ nha anh em. Đó, chiều dài nè, là L nè. Đó, cái bạn ngang nè. Ha. Đây thì mình sẽ lấy ra một cái cho anh em. Thì cái này nè, khi mà anh em sử dụng á, cái này anh em sẽ tái sử dụng lại được nha. Ví dụ như anh em rút lên, tại vì cái này nó là bạn lớn, anh em có thể dùng cái kim, cái tua vít dẹp á, anh em ấn cái này anh em có thể tái sử dụng lại được ha. Đó, cái này thì nó chịu lực rất là lớn nên mình có thử bằng tay cho anh em, nó cũng không có ăn nhầm gì hết á ha. Thì ở đây cái màu đen hình như nó có mấy cái loại dài khoảng 80 nữa. Đây, cái này thì nó màu đen ha. Lực thì nó vẫn chịu là 79 kg, cho là 80 đi ha, cho nó dễ nhớ nha anh em, khoảng 80 kg. Đó, hàng của Nhật hết nha anh em, của thị trường Nhật thì nó đầy đủ rõ ràng và thông tin chi tiết. Anh em mà xài cái hàng chợ, một số anh em hay xài hàng chợ thì nó rẻ hơn. Cái cọng lớn như vậy nó cũng chừng mấy trăm đồng, ngàn đồng cộng à. Khi mà anh em siết á, siết như vậy cứng đúng không, anh em giật á nó dễ bị đứt ha. Nhiều khi anh em siết quá cái nó bị đứt ngang. Còn cái này thì lực miễn sao nó khoảng 80 kg, cái lực kéo của nó khoảng 80 kg, anh em kéo thoải mái không có vấn đề. Và nó chịu được cái này anh em sử dụng ngoài trời được luôn nha, mà không có sợ nó bị mục. Đó, thông số chút cái này nữa thì mình sẽ cậy ra mình nhét vào bao lại cho anh em. Đó,
ha, thông số nó rất là rõ ràng. Hàng bãi thì một bịch như vậy, bịch nguyên nè, nó đóng là 5 cái 5 cộng nha anh em, 5 cộng. Ở đây thì nó có 10 bịch như vậy thì mình bán với giá là 350.000 ha, 350.000 cho 10 bịch là khoảng 50.000, 50 cộng nha anh em. Đó, cái này là dây cỡ lớn nha anh em, không phải dây nhỏ nhỏ như anh em hay xài. Cái này là anh em siết những cái đồ lớn lắm, tại đường kính nó tới cái vòng tròn nó tới 40 lận nha anh em. Đây, vòng tròn nếu mà bung ra như vậy nó tới 40 lận ha. Mã số 3, giá là 350. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 ở đây á thì mình có một cái con rọi nè. Thứ nhất là cái con rọi ha, con rọi này có nam châm. Con rọi này dùng để đóng đinh, con rọi này rất là đẹp, mới chưa xài. Để mình đi lấy cái đồ khui mình mở nha anh em. Rồi, thì đây là cái con rọi trước ha. Con rọi này là con rọi của Nhật, rất là đẹp, mới chưa xài. Có nam châm ở đây nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ khui ra. Khui ra cho anh em coi. Con này là cái con cỡ lớn nha anh em. Đó. Thì anh em về anh em tự gắn vô nha. Ở đây nó đầy đủ chức năng. Đây nam châm để anh em hít nè. Còn cái này là anh em sẽ đóng vào tường hoặc cái gì đó. Còn anh em khóa lại nè, nó không có đậy được ha. Hoặc là tới đây ấn vô. Đó. Ha. Ở đây nó có để cái vết búa cho anh em đóng nè. Ok, cái này thì anh em kéo vào đây. Ha, kéo vào đây. Đó, còn cái này là nó hít nè, rất là mạnh nha anh em. Nam châm cục này rất là mạnh, và đây là cái đường ấy rất là ấy, thì nó rất là nhọn thì họ sẽ phải đóng một cái nắp bảo vệ vào. Rồi, thì đầu tiên là cái con rọi. Thứ hai là cái bún mực cỡ lớn, trong này có sẵn hộp mực cho anh em luôn nha, 100ml. Và kèm theo đó là 5 cái con mực nhỏ này. Mực nhỏ này thì nó không có hộp mực nha anh em. Thì tất cả là 2 4 6 7 món này mình bán với giá là 290.000 nha anh em. Cái giá này đúng là mình tách ra mình làm thanh lý, nhưng mà mình kèm vô để mình bán luôn. 290.000. Anh em nào ở Sài Gòn anh em có thể chạy ra bãi anh em mua. Giống như vậy xem có được với cái giá 290 không nha anh em. Đó, mình rất là rõ ràng cho anh em. Đó, thì đây là những cái đằng sau nó có cái hướng dẫn sử dụng, thì anh em về anh em nghiên cứu anh em sử dụng nha. Đó, 2 4 6 7 món nha anh em. Trong khi cái con rọi này nè, với cái bún mực lớn là đủ tiền rồi. Đó, ở đây nó có cái tăng chỉnh cho anh em. Thì anh em vặn theo cái hướng của nó cũng được. Đây, tăng chỉnh đây. Đó. Ha, tất cả những cái này nó đều có hướng dẫn sử dụng ở đằng sau. Anh em có thể nghiên cứu nha, chứ mình thì không có rành về cái bộ môn nghệ thuật này. Đó. Tất cả là hàng mới chưa xài ha. Giá cái này là 290.000, là 7 cái món này nha anh em. Đó, rồi. Mã số 4 ha, 290.000. Rồi, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây thì mình bán với giá là 450.000 nha anh em. Ở đây là 450 ha, 450. Thì đây, nó sẽ có bộ gồm cho anh em là ba cái dây này, ba cái dây đeo thắt lưng nha anh em. Dây đeo thắt lưng. Dây đeo thắt lưng anh em có thể tăng chỉnh theo cái cỡ của anh em. Ở đây nó có cái tăng chỉnh nè, anh em gài vô. Tiếp theo á là những cái móc này, anh em sẽ xỏ vào cái cọng dây. Xỏ vào cái cọng dây này nha. Anh em lòn qua thì để anh em móc đồ này kia. Ở đây nó sẽ có 1 2 3 4 cái cọng dây. Và ở đây nó sẽ có 5 cái móc nha anh em. 5 cái móc cho anh em. Đó, 5 cái móc cho anh em. Ha, 5 cái móc để anh em xỏ qua. Ở đây thì mình sẽ cắt cái này đi. Mình sẽ xé cái này ra cho anh em dễ hình dung. Thì khi mà anh em sử dụng á, anh em tháo cái đầu này ra. Đây nó có một cái đầu nè. Anh em sẽ lòn qua đây để anh em đó, anh em sử dụng để anh em treo đồ, anh em thắt vào lưng, ví dụ anh em làm trên cao, làm camera, làm này làm kia ha. Và đây là kèm một cái túi cho anh em nữa, túi gì thì cũng không biết nữa. Đó, thì tất cả là 4 cái cọng dây, 5 cái móc, giá là 450 nha anh em. Cái này là giống như dây thắt lưng đó nha anh em. Đó, 4 cọng nha. 3 4 cọng ha. Đây. Đó, 4 cộng này với 5 cái móc này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè. Cái này để làm gì thì không biết luôn. Đó. Mã số 5, giá là 450 nha anh em. Ha. Đó, rồi. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây á thì mình có một cái sạc bình. Cái sạc bình này thì mình chưa có vệ sinh, nhưng mà nó rất là đẹp. Nó có chức năng kích đề nha. Nó sạc cho 6V và 12V. Đây là cầu chì. Đây là chế độ hẹn giờ, đây là cái cầu chì tổng nè. Con này sử dụng điện là 100V nha anh em. 100V. Đó, dòng kích là 35A và dòng sạc là 10A. Có nghĩa là anh em sẽ sạc cái này
bình càng lớn thì thời gian càng chậm. Ví dụ như anh em sạc cho bình 100A thì thời gian nó sẽ chậm, chứ nó sạc được chứ không phải là không nha anh em. Dây zin đầy đủ nha. Đó, dây này bên đó họ bó lại thành một cái đường dài. Thì cuối clip mình sẽ test cái chức năng kích đề cho anh em, tại vì cái chức năng sạc thì nó bình thường quá rồi ha. Mình sẽ chỉ test cái chức năng kích đề thôi. Đó, mã số 6 nè, giá là 900.000 nha anh em. Đây là hẹn giờ, đây là xuống gạt xuống là kích nè. Này là 12, đây là 6V. Đó, đây là công tắc on off đầy đủ ha. Cái này thì anh em chịu khó đợi đến cuối clip nha. Anh em nào quan tâm thì cuối clip số 6 mình sẽ test cho anh em. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây thì mình có một cái máy mài dao sử dụng pin ha của Nhật. Thì ở đây nó trong này nó sẽ xài 4 viên pin pin chung. Thì mình sẽ đi lấy cái tu vít để mình mở cho anh em. Đây thì mình sẽ mở cái nắp pin cho anh em coi ha. Đó, anh em kéo lên. Thì ở đây nó sẽ xài 4 viên pin chung nha. Bây giờ mình mở cho anh em coi, rồi bây giờ mình sẽ đóng lại. Đó. Đây. Thì cái này nè, anh em sử dụng á, anh em muốn cài dao bên nào thì anh em sử dụng cái bên đó. Nè, bấm nút nè, nó quay nha. Đó, không xài nữa, anh em đậy lại. Nha, bớt, đây là bấm. Đó. Ở đây mình thì không có dao bếp. Viên đá còn rất là dài, anh em muốn bên nào thì anh em vặn qua bên đó thôi ha. Giá của nó là 450.000. Đó anh em cái mặt dao nè, anh em nhét vào. Thì cái khớp này nó sẽ giữ con dao lại cho anh em nè. Đó. Ha, rất là gọn. Anh em để gian bếp này kia là ok. Mua viên pin xịn xịn nha. Pin này mình mua pin thường thôi. Đó, giá của nó là 450.000, mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ở đây thì mình có một cây súng rửa xe áp cao, có sẵn bét luôn. Mà bét này thì nó có một tia thôi nha anh em. Con này thì mã là MV880, áp chịu được là 330, có nghĩa là 300 kg á. Đó, của Made in Italy, con này là áp cao ha. Thì khi mà giao cho anh em á, nó sẽ không có cái đầu này ha. Toàn bộ phần này trở xuống là không có, tại vì là cái này là của Nhật. Của Nhật thì mình vào để mình test cho anh em cho nó dễ, mình thử cho anh em cho nó dễ. Thì cuối clip khi mà thử xong mình sẽ tháo ra. Tại vì cái khớp này nè, một số anh em đang xài có thể của Trung Quốc hay gì, còn của mình là của Nhật, hoặc là một số anh em xài đồ đồng của Việt Nam á. Tại vì cái khớp này mua rất là mắc, nó khoảng tầm 300.000 một bộ, nên là mình không có giao cho anh em được nha. Đó thì mình nói trước, còn cái đây là bếp anh em có thể thay thế được. Thứ nhất là anh em tháo cái phần này ra. Đó, cái này anh em có thể nối dài ra hoặc là sau đó thì tùy. Còn ở đây là đang là nguyên bản thì mình bán với cái này thì giá nó là 300.000. À, giá nó là 800.000, sorry anh em nha. Đó, cái này là súng áp cao nha. Anh em phải mua những cái máy á, nó có xài được áp lớn thì anh em mới vô súng này. Chứ còn anh em xài cái súng thường á, cái máy thường vô cái súng này thì nó hơi uổng nha anh em. Tại đây là áp của nó chịu được là 300 lít là 40 lít một phút nè, Made in Italy. Italy thì làm đồ nước rất là nổi tiếng. Đó, cái này cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em. Mã số 8, giá 800. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mình có một cái cây gậy chụp hình của Nhật 350. Ha, thì ở đây thường nó sẽ dán cái con tem của Nhật ở đây, nhưng mà nó bị chóc rồi. Đó, thì đây là cái chân bằng nhôm nha anh em, rất là đẹp. Đó, khi mà anh em thu gọn vào hết á, nó khoảng tầm là 325 nha anh em. Chân rất là đẹp, dày dặn và cứng cáp. Đó, thì khi mà anh em thu vào hết á, nó khoảng 25. Anh em kéo ra nè. Đó, anh em kéo ra ha, kéo ra mạnh mẽ và dứt khoát. Đó, thì nó sẽ cao khoảng tầm 1m1. Anh em cho đứng chạng ba chân ra thì nó khoảng tầm 80 nha anh em. Tại cái này mình bán rất là nhiều rồi. Đây, nó khoảng tầm 1m1 nè. Và nó cứng cáp lắm nha anh em, chứ nó không giống như hàng của mình. Anh em mua mấy cây vài chục ngàn á, nó sẽ bị mềm. Khi mà anh em ấy lên nó sẽ không có cảm giác cứng cáp và chắc chắn ha. Đó, con này hoạt động hoàn hảo nha anh em, không có lỗi lầm gì ha. Đó, thân bằng nhôm nha anh em, bằng nhôm rất là cứng. Ở đây thì nó mất cái mạc rồi. Con này nó có một cái nữa là nó sẽ có cái xoay ngang được nè. Ví dụ như anh em mở ra anh em quay ngang góc á. Đây, thứ nhất là anh em lên xuống nè, thứ hai là anh em quay ngang góc ha. Đó, anh em khóa lại là khóa hết luôn. Còn khi mà anh em sử dụng xong rồi, anh em bỏ ba lô thì anh em hạ xuống đây, anh em siết lại, nó sẽ cứng hết luôn. Đó, không có quay nhúc nhích được ha. Mã số 9, giá 350.000. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây thì mình có giá là 300.
Thì đây là một cái cây mà nó dùng để anh em tưới vườn. Đây, của hãng San A nha anh em, của Nhật ha, made in Japan. Thì cái này nè, khi mà anh em vô nước á, vô nước ở đây nó sẽ có hai cái đường cấp. Đây, ví dụ như anh em xài ống lớn thì anh em nhét lên tới đây rồi anh em xiết cổ dê. Còn khi mà anh em xài ống nhỏ anh em nhét xuống tới đây ha. Anh em mở van nước thì cái này nó sẽ tự quay luôn nha anh em. Tự quay và nó búng một cái khoảng rất là rộng. Nó khoảng là tầm đường kính nó khoảng tầm 5m nha anh em. Đường kính khoảng 5m ở đây nè. Đó, tia là nước ở đây. Ở trên, ở đây là 5 lỗ nè. Ở đây là một lỗ, thì một cái đoạn này nó sẽ là 6 lỗ ha. Một cánh này là 6 lỗ thì tổng nó sẽ ra 18 lỗ. Giá của nó là 300 ngàn nha anh em. Cái này nếu mà cuối clip mà mình còn thời gian thì mình sẽ quay cho anh em ha. Rồi, mã số 10 giá 300. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 ở đây á thì mình có một cái đống. Cái đống này thì giá nó là 250 nè. Cái đống này thì nó bao gồm các đầu tiếp. Để mình đọc cho anh em ha. Cái này là số 13 nè, của hãng Roto của USA nha anh em. Đây. Roto USA nè. Số 13 ha, rất là đẹp nè. Đó, 13 nè. Cái này là số 14 nha anh em. Cái này là đồng bộ nhưng mà nó bị thiếu số 12 với số 10. 13 14 ha. Roto nha. Rồi tiếp theo là 17. Đó, mình sẽ cho anh em coi từng cái luôn. Roto dưới đây. 17, 19 nè. 19, cái này hệ mm nha. Roto. 19 dưới đây nè. 21 nè. À 22 nè. 22, cái này nó bóng quá anh em sẽ khó thấy. 22 Roto. Và 24. À, Professional nè. 24. Rồi, tiếp theo là vậy là ở đây nó sẽ có 2 4 6 nha, là 13 nè, 14 nè, 17, 19, 22 và 24 là 6 cục tiếp. Với thứ hai nữa là hai cái khúc nối. Khúc nối này thì sẽ có một cái nó ngắn nè, một cái chỉ khoảng 60 thôi. À, rất là ngắn, cũng của Roto luôn. Khớp nối Roto. Rồi, còn cái này thì nó dài hơn, nó khoảng tầm 12 là nó gấp đôi cái kia. Thì nguyên một cái đống này mình bán với giá 250 nè. Đó, của Mỹ nha anh em. Cái này là Roto của Mỹ. Roto này thì sâu hàng, thậm chí là ngang ngựa Snap-on với Lubon. Đó, mã số 11 giá là 250. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 thì mình có một cái cây mài khuôn góc cốt 6 ly ha. Con này thì của Nhật. Đó, bị chóc mất tem rồi ha. Cái tem nó ở đây thì chóc mất rồi. Đó, con này là hoạt động hoàn hảo nha anh em. Anh em sử dụng lâu dài anh em vô mỡ ở đây. Con này là cốt 6 ly, rất là đẹp và nó sử dụng là cốt góc nha. Đó, anh em sử dụng á, lâu lâu anh em châm nhớt vào đây. Và cái này là anh em sẽ chỉnh tua. Anh em chọt cây tua vít vào đây anh em vặn thì nó sẽ chỉnh cái tốc. Thì cái tốc độ của con này á, là khoảng tầm 22.000 vòng ha. Ở đây nó có để là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ở trên Google để mình tìm cái thông số. 25.000 vòng nha anh em. Con này sử dụng ở vòng tua là 25.000 vòng trên 1 phút. Con này là con mài gốc. Đó, giá của nó là 550 nha anh em. Ha, bây giờ mình sẽ đẩy lên này. Đó. Đó. Ha. Lâu lâu anh em sử dụng anh em phải vô nhớt ở đây để nó bôi trơn cái hệ thống này, không có trong cái khí của mình nó có hơi nước đó, nó sẽ làm xét các bộ phận bên trong ha. Đó, đây, bây giờ nó là cái chốt an toàn, mình sẽ gạt qua mà gạt xuống. Rồi, mã số 12 giá 550 nha anh em. Hoạt động là hoàn hảo ha. Không có lỗi lầm gì nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 thì có giá là 350 ngàn. Thì đây là một cái cây KTC xe băng. Cây này dành cho anh em nào mà sửa xe máy của sửa xe máy hoặc là xe xe hơi. Đó, con này thì số của nó là 16 và ở đây nó có cái đặc biệt là nó là cây mở buri. Cái này góc này thì nó khoảng tầm 45 độ nha anh em. Đó, đây. Thì cái cây này nè, chiều dài của nó là chiều dài tổng luôn á. Khoảng tầm là 38. Thì anh em nào mà sử dụng cho xe máy á, hoặc là một số xe mà máy đứng á, thì khi mà đây là cái buri đúng không? Đây là cái buri. Anh em mở ra để anh em lấy buri thì nó sẽ bị nóng, anh em đút cái này vào và anh em vặn. Ở đây nó có nam châm để nó hút cái buri của anh em, nó không bị rơi. Đó, và anh em thao tác á, ở trong những cái góc kẹt á, có những cái xe nó rất là sâu như vậy.
thì anh em không có dùng tay anh em chọt vào anh em mở được thì nó bị nóng cái máy. Thứ nhất là nó nóng, thứ hai là cái không gian nó nhỏ, anh em chọt tay vô nó không có dễ. Nhất là anh em sử dụng cho những dòng xe Exciter, Sachi Rider gì đó, nói chung là anh em sử dụng cái này ha. Hoặc là xe hơi cũng được, giá của nó là 350.000. Đây là cái buri nè, đó thì trong nó có nam châm đó, để anh em hít vô nè, không có rớt ha. Đó, sử dụng cho lúc xe đang nóng hay nguội đều được. Rồi, của KTC nha anh em, mã số 13, giá là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 14 ở đây á thì mình có một cái ép cam của Nhật nha anh em. Ép cam này của Nhật, đây của Japan Stainless Steel đó. Thì cái ép cam này rất là cứng cáp, nó bằng thép không rỉ nha anh em, anh em về có thể vệ sinh thêm đó. Cái lưới này rất là cứng nè, đó rất là cứng cáp ha, chày dạ, cực kỳ cứng luôn nha anh em. Đó, và lòng trong của nó rất là đẹp nè, cái ép cam ha. Ở đây nó có cái góc để nó để vô nha, anh em phải quay đúng cái góc anh em mới để vô được. Ví dụ như vậy anh em đâu lấy ra được đâu, anh em phải quay đúng của nó anh em mới lấy ra được ha. Anh em phải để xéo như vậy nè, nè ví dụ như mình hướng dẫn ha, anh em để xéo như vậy anh em mới lấy ra được, còn không anh em để ngang vậy anh em không có nhét vô được nha. Đó, lấy ra nè, đó đó, cái này cầm rất là cứng cáp nha anh em. Cái đường kính của nó mình đo dưới đích đi cho dễ, đường kính của nó là khoảng tầm 9-90. Đó, bóp rất là cứng cáp, anh em không có sợ nó gãy cán hoặc là gì hết á. Giá của nó mã 14, giá là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 15 ở đây thì mình có hai cái bóng đèn của Makita, nhưng mà mình không có pin. Ở đây nó xài viên pin là 9,6 và 12V ha, mình bán hai cái giá 180.000. Đây, nó là cái đèn đội đầu của anh em. Anh em có thể chế đèn để, cái này là của hãng Makita bằng nhựa ABS nè. Đó, giá 180 dây điện nè ha, rất là rõ ràng. Đó, cái này là dây đeo đầu. Đó, cái này là đồ điện tử sản xuất ở Trung Quốc nha anh em, nhưng mà của thị trường Nhật. Đó, dây đeo đầu. Trong này nó có cái bóng sơ cua ha, bóng sơ cua. Con này là bóng đèn đời cũ đó. Thì anh em muốn chế cái đèn để anh em nhìn cái gì đó thì tùy. Bóng con này rất là đẹp. Con này là mới chưa xài, hai cái giá là 180.000. Anh em nào mà đang xài pin 12V hoặc là 9.6 anh em gắn vào đều được. Hoặc là anh em sử dụng cái bình ắc quy anh em kẹp vô đây cũng được, cộng trừ vào đây nè. Đó ha. Đó, thì anh em chọt vào. Dây dài lắm mà mình chưa có bung ra thôi. Con này thì mất hộp nè, ABS nè, đây là công tắc cái gì nè. Đó. Khi mà anh em sử dụng thì anh em vặn cái này qua ha, công tắc. Đó, làm mấy cái đèn mà máy tay cũng được anh em. Thì hai cái này giá là 180 nha anh em. Một cái mất hộp, cái còn nguyên hộp nha. Đó, cái này thì còn nguyên hộp nè. Đó, cái này còn nguyên hộp, hướng dẫn sử dụng, sách vở này kia đầy đủ trong này. Cái này là đời cũ nên bóng nó là bóng màu vàng. Bóng màu vàng. Mã số 15 giá 180 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 ở đây thì mình có hai cái hộp code giá 150. Hai cái hộp code này thì chắc có qua sử dụng rồi nên nó còn cũng kha khá. Đây, hai cái hộp này ha. Đó, đây. Hai hộp code nha, giá là 150. Code của Nhật nha anh em. Anh em nhìn thấy giống bên ngoài giống nhôm nhưng mà thực sự nó là đồng mạ bạc nha anh em. Đồng mạ bạc, và ở trên cái con code đó, nó cũng đều có thông tin rất là rõ ràng. Đây, thông tin của cái con code đây anh em nhìn thấy trên này chưa? Đó. Ha. À. Code này thì anh em xài cho những cái dây dây này dây 2 chấm đồ lại nè. Ốc này là ốc khoảng 5 ly. Ha, hai cái hộp code của Nhật. Cái này xài gia đình nha anh em, giá là 150.000, mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. Mã số 17 ở đây á thì mình có một cái đây nè. Mã số 17 ha. Thì có là bốn cái bánh xe inox nè, bánh xe ray trượt nè anh em. Đây, cái này là inox nha anh em, suốt 304 nè. Cái đường kính cái bánh này thì nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có dài, nó không có ấy, nó khoảng 30. Cái đường này là khoảng 70 nè. Đó là bốn cái bánh này, anh em làm mấy cái cửa lùa hay gì đó rất là ok ha, inox 304. Và ở đây á, thì mình có hai cái van, hai cái van này bằng đồng thì của hãng Kit. À, hãng Kit của Nhật. Van này là răng 13 chưa qua sử dụng nè. Đó là hai cái bằng đồng.
Còn hai cái này á thì một cái nó bị cứng, anh em về về cho nhớt vô miếng nha, cho nó trơn tru. Cái này bị cứng nè, còn cái này thì bằng inox nhưng mà nó mất cái tay vặn rồi, inox 304 luôn, khớp nối này kia luôn ha. Thì đó, tất cả của cái món 17 này giá là 300.000 nha anh em. Một bộ bánh xe nè, bốn cái van, một cái van hư, thì những cái vấn đề gì thì mình đều mô tả rất là rõ ràng ở trong này, để anh em nhận hàng anh em khỏi phải mất công anh em thất vọng này kia, chẳng qua là anh em coi không kỹ nha anh em. Đó, mã số 17 giá 300. Rồi tiếp theo mã số 18 ở đây thì mình có một cái lúp B. Lúp B này cũng của hãng Kit luôn mà nó bằng đồng. Cái này tạm gọi là van một chiều anh em. Khi mà anh em sử dụng cho máy bơm nước hoặc là anh em bơm nước lên cao á, thì anh em cần cái lúp B này. Cái này là răng 27 nè, giá là 200.000. Ví dụ như cái chiều nước nó đi nè, để đứng nha anh em, cái chiều nước nó đi anh em hút lên nè. Đó, thì khi mà anh em hút á, thì nước ở đây nó sẽ bật ra, và khi anh em ngưng cái máy bơm á, nước nó dọng xuống thì đây nó sẽ vướng cái lúp B. Nó vướng cái này. Cái này thích hợp cho anh em giếng nha, nhưng mà nếu mà anh em làm cái đường nước bơm lên lầu hay này kia thì nó tiện hơn. À, cái này răng 27 nè, giá của nó là 200.000. Răng 27 mã số 18 200.000. Rồi tiếp theo mã số 19 thì mình có một cái cây thước của Thụy Sĩ, cây thước gập, cây thước số ha, của Wismax nè, Thụy Sĩ nha anh em. Cây này thì dài 1m nha, từ 0 nè tới 1m nè, chữ số còn rất là rõ ràng và đẹp. Đây, đó, anh em gập ra hoặc là anh em bẻ góc này kia thì tùy. Nó bằng nhựa, số này là số khắc nha anh em, không phải số in. Đó, nó sẽ là 1m. Để anh em gập cái này gập cái kia, đo cái gì đó thì tùy. Nó giống như thước xếp của Việt Nam mình hồi trước anh em. Đó, mã số 19 giá là 200.000. Rồi, tiếp theo mã số 20 nha anh em. Mã số 20 thì mình có hai cây kẹp cái đầu khoan, một cây lớn cây nhỏ của hãng SK. Ha, hai cây này của Nhật. Mã là PV gạch 5B gì đây nè. Đây nè, đó ha. Thì đây là hai cái cây này, nó là hai đầu. Thì nó kẹp những cái vật nhỏ nhỏ hoặc là lớn nha. Ở đây là cái cây 5 đến 6 ly nè, còn đây là cây 4 đến 4,5 ly nè. Ví dụ như anh em kẹp mũi khoan, anh em khoan tay hay này kia đó. Đó thì hai đầu nó giống nhau nha anh em. Đó, hai cây này giá là 200.000, mã số 20. Ha, anh em kẹp những cái vật nhỏ nhỏ như mũi khoan hoặc mũi dùi gì đó thì tùy nha. Đây là cái đầu collet của nó nè, đó mở ra. Đó, đầu collet nè. Khi mà anh em siết chặt nó sẽ bám vô nha. Mã số 20 giá 200. Rồi, tiếp theo mã số 21. 21 ở đây thì mình có một cái cây kìm bấm cót mạng, bấm cót của hãng Rimber của Nhật ha anh em ha. Thì đây là MP8 nè. Đó, đây là cái cây bấm cót mạng. Thì ở đây nó sẽ có một cái con ốc để anh em điều chỉnh cái độ bóp tới đâu. Nếu mà anh em bóp hết nè, đó, con ốc này anh em có thể vặn tăng chỉnh được nha anh em. Đó, anh em bóp hết vô như vậy là nó sẽ khoa, như vậy là nó chưa bung nè. Anh em muốn bung thì anh em bóp cái kịch vô cái nữa nó sẽ tự bung ra ha. Đó, cây bấm cót mạng của Nhật ha, giá mã số 21 là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 22 ở đây thì mình có một cái cây cờ lê lực của hãng BBK. Cái này nó dính keo nha anh em về có thể vệ sinh rửa lại nè. Đó, mình chưa có vệ sinh thì mình cũng không có biết nó dại lực nó là bao nhiêu, nhưng mà con này là con số 22, cờ lê 22. Mình thử thì nó có nhạy lực. Đó, thì đây là cái mỏ thao tác nhanh, anh em vặn xuống xong mà đưa lên, vặn xuống chứ không cần phải rút ra. Đó, cờ lê lực nè. Cái này nó dính băng keo nha anh em, băng keo ngoài bãi đó, thì mình bóc ra mình chưa có vệ sinh. Đây nè, anh em thấy tay mình cạo tại mình lười á. Đó, mã số 22 cờ lê lực BBK ha. Cái này số 22 nha anh em. Số 22, mỏ còn rất là đẹp nè. Đó, bên này cũng còn đẹp. Đó, mà mình không biết lực bao nhiêu, tại thường nó sẽ có cái số lực ở đây. Nhưng mà nó bị mất mẻ rồi. Mã số 22 giá là 400. Rồi, tiếp theo mã số 23. 23 ở đây thì mình có một cái ép tỏi. Giá là 200.000. Cái này cầm rất là cứng cáp nha anh em. Đó, khi mà anh em ép tỏi, ép gì để lấy cái nước cốt tỏi, cái thành này rất là dày. Đó, anh em cầm cái cây này lên rất là nặng tay và cứng cáp nha anh em. Chứ nó không giống như mấy cái cây nhôm. Cái này nó không phải là nhôm, nó là cái gì cũng không phải inox nữa. Đó, rất là đẹp nha anh em.
Mã số 23 giá là 200.000 nè. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 ở đây á thì mình có một cái cây xịt sơn của hãng Iwata. Con này thì Iwata 71 nè. Con này thì bề ngoài nó hơi xấu nhá. Anh em sẽ nhìn thấy nó bị nám cái nhôm do ở ngoài bãi, nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà cái bên trong nó cực kỳ đẹp luôn. Đây ví dụ như mình mở cái này ra, con này gần như là chưa xài. Đó. À, anh em thấy cái đầu bên trong là cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái bét nè, bét này là bét 1 ly 3. Nè anh em có thể thấy 1 ly 3 ha. Đầu rất là đẹp luôn. Cái này phần bằng đồng nè, lõi bét bên trong nè, đó. Như mới. Đó, ở ngoài đời anh em cầm thực tế nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha, chứ còn qua trên hình nhiều khi nó bị phản chiếu với ánh sáng á. Bét con này là 1 ly 3 nha. Đó, còn khi đậy lại nè, anh em đâu có thấy nó đẹp đâu, do nó bị chày xước ở ngoài bãi này kia đó, nè, dính dơ, đó, rỗ nè, đó, rỗ, bên ngoài nha anh em, không có ảnh hưởng gì bên trong ha, cái này thì cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em, chứ còn này kia nó rất là đẹp, đó, vặn vô, cực kỳ đẹp luôn, đó, mã số 24 giá là 800.000, anh em chịu khó đợi đến cuối clip nha. Rồi, tiếp theo mã số 25, 25 thì mình có giá là 600.000, không có kèm cái mâm nha anh em. Thì ở đây mình có rất là nhiều cái mũi khoan hàng nội địa của Nhật. Ở đây thì nó có bọc nhưng mà mình cũng loại bọc ra rồi ha. 100% ở đây là mũi của Nhật nha anh em. Ở đây nó rất là nhiều mũi. Thì mình bán với giá là 600.000. Nó từ 2-3 ly, 4-5 ly và tối đa là khoảng 6 ly. Ở đây thì mình bóc mấy cái cây có số chữ số nó rõ ràng cho anh em. Đây là mũi 5,5 ly Nike nè. Đó, đây là những cái bọc trong nguyên luôn. Nhưng mà nó bị rớt ra, mình cũng sẽ đổ ra cho anh em ha. Đó, ở đây anh em về anh em nhìn thì ở đây nó sẽ có chữ cái dấu logo nội địa của Nhật nhưng mà nó rất là nhỏ để anh em nhìn thấy. Đây, mình không có thể chiếu từng cây cho anh em được luôn á. Đó, anh em dòm nè, dòm lên cho anh em coi nè. Đó, rất là rõ ràng. Anh em về anh em có cái kính lúp á thì nó dễ hơn ha. Thì ở đây mình sẽ đổ ra hết để mình cho anh em coi, tại vì nó nhiều lại nhiều mũi mình không có. Đây, có những cái bịch nó còn nguyên luôn nè. Đó ha, mình không có đổ ra. Ở đây là 2, 4, 6, 8, 10 mũi nha anh em. Một bịch này là 10 mũi nha. Nè, nó nhỏ nên mình cảm giác nó ít. 2, 4, 6, 8, 10 mũi. Đó, mình chia ra nè. Mỗi bên 5 mũi nè. Cái này mình không có đổ ra. 10 mũi nè. Đó, trong này cũng có mũi luôn nha anh em. Trong này là chưa có xé. Đây. Đó, nó rớt ra. Đó, thì nó rớt ra nó cũng nằm trong mâm à. Mũi này mũi 4,7 nè. Nó nhiều lắm, để mình đếm sơ sơ cho anh em coi ha. Bọc này mình sẽ giữ lại. Nhiều lắm, nó khoảng 6-70 mũi gì anh em. Ở đây là 10 rồi ha. Mình sẽ đếm từ từ ha. 12 nè, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 nè, 36 nè, 38, 40, 42, 44, 6, 4, 8, 5, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Cái này nó khoảng 80 mũi hơn nha anh em. Nhỏ lớn nhiều lắm. Nói chung là từ 6 ly đổ lại, 5,5, 6 ly gì đó đổ lại. Đó thì mình bán với giá là có cả mũi của anh nữa nè. Mũi này mũi của anh, én lên. Thì anh em không biết có thấy không? Chắc hơi khó. Đây, én lên ha. Đó thì mình muốn cho anh em coi nó kỹ hơn thôi. Cái này khoảng 80 mũi nha anh em. 80 mũi. Đó, mũi của Nhật với của châu Âu gì đó thì nói chung nhiều lắm. Nói chung là hàng này là mới chưa xài. Nhưng mà mình làm biến mình soạn quá. Nên là mình bán luôn hết cho anh em. Không kèm cái mâm nha anh em. Đó, những cái này ăn sắc rất là ngọt. Anh em nào làm nghề khoan thì anh em biết cái, những 600.000 cái đống mũi này chẳng qua là nó nhiều mũi nên giá nó cảm giác nó cao thôi. Chứ còn mà so ra với cái hàng Trung Quốc á thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Hoặc là hàng mà Nhật anh em mua mới nó cũng vậy. Cái này là chưa xài thì anh em có thể, anh em nào làm nghề nhiều á thì mua cái này nó đáng tiền nha anh em. Còn anh em nào ít xài thì anh em mới, tại vì mình không có bán lẻ, mình đã không có thời gian mình sạc rồi thì anh em thông cảm bỏ qua giúp mình nha. Mã số 25 giá là 600, khoảng 80 cái mũi khoan nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 26. 26 ở đây thì mình có một cái đầu kẹp mũi khoan của Đức nha anh em, giá là 900.000. Thì cái này là cái côn số 2. Côn số 2. Đó, thì cái này anh em sẽ kẹp tự động nha. Đây, anh em mở ra. Ví dụ đây là cái mũi khoan nè. Anh em mở ra, anh em
siết vào ha. Thì cái này nó đứng ở trên máy thì anh em cứ thế cầm này anh em siết thôi, là nó bám chắc, là anh em khoan thôi, cắm xuống đầu khoan nha anh em. Đó, của Đức ha. Nó kẹp từ mũi từ tối đa là 13 ly, từ 1 đến 13 ly. Đây để rất là rõ, của hãng Albrecht Germany ha. Đầu đẹp. Côn số 2 giá là 900.000. Rồi tiếp theo mã số 27. 27 ở đây thì mình có một cái Eto. Eto này là Eto mini, dành cho anh em nào làm đồ nhỏ nhỏ chế đồ. Con này rất là đẹp và rất là độc. Đó. Thì cái chiều dài của nó nè. Chiều dài của nó là 10. Ha, chiều dài là 10 nè. Chiều ngang của nó chỉ có tầm là 5 thôi, 10 với 5 đúng 5 luôn nha. Đó, tay quay. Anh em mở ra nè. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là gọn, con này rất là nặng luôn. Đó, mở ra. Đó, hoạt động là trơn tru hoàn hảo ha. Đó, kẹp chưa, gần như là chưa có dấu kẹp luôn. À, con này giá của nó là 650.000. Con này hiếm gặp lắm nha anh em. Rất là đẹp. Đó, quay vô. Nguyên zin. Mình bãi về mình chỉ vệ sinh thôi, cho gọn gàng sạch đẹp thôi, giá là 650. Đó, rồi. Rồi, tiếp theo mã số 28 ha. Thì mình ở đây mình có một cái cây đèn. Cây đèn này con đèn LED. Con này thì nó chiếu đa góc, nhưng mà cái ánh LED của nó là màu vàng nha anh em. Màu vàng. Con này thì được cái nó rất là nặng. Đó, anh em có thể mở ngóc ra anh em chỉnh. Cái được, con này nặng lắm nha. Con này khoảng 4-5 kg á, chiều dài của đường kính của nó là 12 nè. Cái ống của nó là dài khoảng 21 nè. Cái đế quắt là khoảng tầm cũng 12 luôn. Nói chung cái con này anh em muốn bắt á, anh em phải bắt vô tường, hoặc là cái vách sắt tường mà phải tường cứng nha anh em, chứ không phải là tường mềm mềm là dễ bị rớt lắm á. Đó. Đây, mình sẽ mở ra. Con này gần như là chưa xài, mình chỉ có vô dây điện thôi. Đế này là đế nóc, anh em có thể bắt ngoài trời. Con này được cái á, nó sử dụng hai nguồn điện từ 100 đến 200V, nên là anh em đây ha. Nên là mình câu điện nào mình xài cũng được. Cái ánh nó ánh màu vàng nha anh em, nó chiếu xa. Nó chiếu xa chứ nó không có tỏa nhiều lắm đâu. Đây mình sẽ bật cái gắn cái công tắc cho anh em ha. Đó. Đây. Ha, cái ánh sáng nó là cái ánh sáng màu nắng ha nha anh em. Đó, nó hơi ánh vàng thì nó sẽ chiếu thẳng như vậy nè, chứ nó không có tỏa ra nhiều. Nếu mà anh em chiếu càng trên cao như sân này kia, chiếu xuống cái hồ cá hoặc cái gì á thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, nó chiếu cái trọng tâm. Lên cái màu clip á anh em sẽ cảm thấy nó màu vàng. Nhưng mà thật sự ở ngoài nó không có vàng lắm nha anh em. Nó màu nắng á. Đó. Đây. Ha, thì nó sẽ sử dụng hai nguồn điện. Hai nguồn điện nên là anh em xài nguồn điện nào cũng được, tại vì bản thân nó là qua một cái bộ chuyện chứ nó không có còn ấy. Còn cái này là cái đế nè. Cái đế anh em bắt bốn ngóc vô tường. Khi mà anh em bắt cái đế xong á, cái đèn này anh em sẽ siết vào cái đế. Cái đế này là đế inox nha. Đế inox để ví dụ như anh em gắn ngoài trời này kia đó. À, là con này anh em gắn ngoài trời là vô tư nha anh em, không có sợ cái vấn đề đó. À, có con này á thì giá của nó là 650.000, mã số 28. Con đèn LED xài được à, đây thì con này LED là 2, 4, 6, 8, 10, 12 LED ha. Thì giá của nó là 650, mã số 28. Đây, tại vì mình đang vặn cái ốc cho nó sát vô, nó khỏi rớt cái đế ra nha. Cái con này anh em xài hai nguồn điện ha. Đó, đế inox nhôm cứng cáp lắm, con này nặng khoảng 5 kg. Nói chung anh em phải kiếm cái đường nào anh em bắt cho nó chắc chứ không có nó rớt á. Rồi. Tiếp theo mã số 29. 29 thì mình có giá là 350, mình có con máy mài mà cũng không biết nó mài cái gì. Thì điện của nó là điện 100V nè. Công suất là khoảng 60W. Thì ở đây nó có một cái gắn một cái mũi hợp kim. Anh em không thích anh em có thể gắn mở ra. Đó, anh em gắn cái mũi khác vô. Ở đây nó có một cái ray trượt. Anh em không thích xài anh em có thể gắn ra được, tháo ra được hết luôn nha. Mà mình không biết nó sử dụng cho cái mục đích gì, nên là mình để nguyên. Anh em nào thấy ok thì anh em sử dụng. Con này vòng tua nó khoảng 22.000 vòng trên một phút. Bây giờ mình cắm thử luôn nha. Con này chạy êm lắm anh em. Êm. Đây, mình gạt công tắc qua nè. Đó, chạy rất là êm. À, mà mình không biết nó làm cái gì. Đó, chạy rất là êm. Đó.
Nó có thể là một cái cữ để anh em mài cái gì đó, nhưng mà mình cũng không rành, mình chỉ biết nó chạy rất là êm thôi. Giá của nó là 350.000, mã số 29, một con máy mài. Rồi tiếp theo mã số 30 ở đây thì có giá là 250. Đây là một cái cữ mài bào, anh em có thể kẹp cái lưỡi bào, lưỡi dao gì đó vô đây, anh em lăn trên một cái miếng đá, cái đá để anh em mài cái lưỡi bào, lưỡi đục của anh em, lưỡi của cái bào á ha. Thì cái này cái chiều dài để anh em nhét cái lưỡi bào vào là khoảng 70 nè, 70 rồi anh em xiết cái này. Thì cái này nó sẽ giúp cho anh em cố định được cái góc, nó không bị lệch góc khi mà anh em nhấc ra nhấc xuống, và khi mà anh em đẩy nó không có bị lệch góc á. Giá của nó là 250 ha, mã số 30. Rồi tiếp theo mã số 31. 31 ở đây á thì mình có giá là 650. Ở đây mình có một cái máy của hiệu Hitachi. Hitachi điện là 100V, công suất là 50W. Ở đây đây là một cái lưỡi để anh em cắt nè. Khi mà anh em cắt á, mà nó lục á, anh em có thể ấn cái viên đá mài vô để cho nó tự mài nha anh em. Tự mài là đây. Ha, tự mài đây nè. Đó, mình cũng không biết nó cắt cái gì, có thể là cắt vải, cắt gì đó, công tắc thì nó nằm ở đây. Cái viên đá mài này anh em phải ấn vô nó mới ăn nha, còn không thì thôi. Đó, đá mài còn rất là dày. Bây giờ mình cắm luôn nha. Ở đây thì nó bị đứt một cái đạn dây, đứt chính giữa dây, thì mình dùng cót để mình bấm, mình nối cho anh em chứ không có vấn đề gì nha. Tại vì mình thì mình xài cót không à. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm vào đây. Đây nè. Đó. Lưỡi còn rất là bén nha anh em, tại vì mình không biết nó cắt cái gì, có thể là cắt giấy này kia cũng được nè, đưa giấy cắt. Đó. Có thể là cắt giấy hoặc là cắt vải, mình cũng không biết là nó cắt cái gì nữa. Ha. Có thể là cắt vải nó dễ hơn. Tại vì cái này không dùng để cắt giấy nha anh em. Cái này có thể là cắt vải, mình tạm thời mình biết vậy thôi. Giá của nó là 650 ha. Rồi. Cái này hoạt động hoàn hảo nha anh em, không có vấn đề gì ha. Rất là mạnh, công suất nó khoảng 50W. Ví dụ như anh em muốn mài lưỡi, anh em ấn vào đây. Đó, nó sẽ tự nó mài cho cái lưỡi này nó bén lên. Đó. Ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 32 nha anh em. 32 ở đây thì mình có một cái nồi. Cái nồi áp suất nấu bếp ga của Italy. Nồi này thì chắc khoảng 4 đến 5 lít quá. À nồi 1,7, không biết phải 1,7 lít đâu. Nồi này của Italy nha anh em, nồi này đế nhôm để anh em nấu bếp ga. Đó. Nồi này của hãng Lagostina, thép là 18/10, dùng cho thực phẩm nha. Con này là mới gần như chưa xài nha. Đây, thì đường kính của nó là khoảng tầm 20 nè. Chiều cao là khoảng tầm 20 luôn. Đó, thì con này mình để lâu nó bụi thôi. Đây là van an toàn của nó, anh em mở ra nè. Thì mà anh em mở. Ha, mở ra vậy. Rồi, nhấc lên. À, con này còn rất là đẹp, rất là mới. Đó, bên trong là anh em có thể rửa sơ lại anh em sử dụng ha. Cái này anh em nấu bếp ga hoặc là bếp hồng ngoại nha anh em. Khi mà anh em sử dụng á, anh em nhét cái này vô, rồi anh em lật cái này qua, anh em bẻ lên. Đó, à, anh em sẽ hầm cái gì đó rất là tiện. Đây là cái van an toàn. Trước khi anh em mở nắp nồi á, em gạt cái này cái cho nó xì ra ha, không có nó sẽ bị, không có là anh em sẽ bị nguy hiểm. Nó đây là cái van tự động của nó nè, khi mà nó đầy nó sẽ tự nó xả lên nha anh em. Cái này là nồi áp suất nha anh em, nồi áp suất giá là 1.300.000 của Italy, chưa qua sử dụng. Rồi cái đó để chút anh thử hai cái này nè ha. Mã số 32 giá là 1.300.000, nồi áp suất Italy. Con này kính hơi hoạt động bình thường nha anh em, không có lỗi lầm gì nha. Nó mắc hơn hàng Việt Nam một xíu thôi. Rồi tiếp theo mã 33 ở đây thì mình có giá là 650.000. thì ở đây mình có 3 đạn dây, một đạn nó khoảng 5m ha, một đạn nó khoảng 5m, thì ba cái đạn này nó giống nhau, nó sử dụng đầu tự động nè, hai cái đầu tự động đó anh em cắm vào. Và đây đạn này thì nó mới hơn, nó sử dụng cái đầu thường. Thì cái đạn này nó sử dụng xiết của dê, chắc bên Nhật họ đứt á. Đó, đạn này là dài hơn nè, đạn này khoảng 7m nè, đạn này thì cũng khoảng 5m. Thì cái đạn này tự động, thì ba cái đạn này là nó chắc chắn hơn 10m nha anh em. Hơn 10m thì mình bán với giá là 650.000. Anh em mà sử dụng để dây, để hơi, để kéo đi thì anh em sử dụng ba đạn này anh em nối lại. Tại vì bên Nhật nó để sẵn cái đầu này luôn ha. Đó, cổ dê của họ luôn chứ mình không có đụng chạm. Mình thử hơi rồi không có xì nha. Dây này là dây ngoài, là dây lớn. Dây này là khoảng dây 10, 12 ở ngoài anh em. Trong là khoảng 6.5. Đây.
Dây này dây 12 ở bên ngoài ha, bên trong là 6.5. Đó thì ba cái đoạn này mình bán với giá là 650. Cả đầu tự động luôn, cả ấy luôn. Đó là hơn 10 mét nha anh em. Chắc chắn là hơn 10 mét. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình cái này. Rồi tiếp theo mã 34. 34 thì mình có một cái cây xịt hơi của hãng Chutco. Cây này giá 200.000. Cây này nhỏ gọn rất là tiện để anh em thao tác. Thao tác à, cái gì đó thì tùy. Đây mình cắm hơi vô ha. Đó. Kính hơi không xì nha anh em. Cây này thì chất liệu bằng nhựa. Đó. Cây này mới chưa xài. Ha, chất liệu bằng nhựa, nút cò bấm ở đây, mới chưa xài. Rồi, tiếp theo mã số 3, cây này 34 nè, giá là 200, mình sẽ quay qua đây bước. Tiếp theo mã số 35. 35 ở đây thì mình có một cây thước kẹp giá là 300.000 của hãng Mitu Toyo, rất là đẹp nha anh em. Chữ số còn rõ ràng, dài 15 cm, giá là 300.000. Đây, mặt trước và mặt sau. Đó. Không có lỗi lầm gì ha. Mitu Toyo nè. Chữ số rõ ràng nha anh em, không có lỗi lầm gì. Radio nè, nhẹ nhàng, hoàn hảo. Giá là 300.000 ha, mã số 35. Rồi tiếp theo mã số 36. 36 ở đây thì mình có một cái đồ hít kiến giá là 300.000 của Nhật nha anh em. Cái con này thì mình chưa có vệ sinh nhưng mà nó rất là đẹp. Rất là đẹp và anh em chịu khó rửa lại hoặc anh em để nguyên xài cũng được. Con này thì khi mà anh em sử dụng anh em hít xuống đây. Anh em ấn lên thì anh em nó rất là nặng nha anh em. Đó, anh em muốn bung ra thì anh em gạt cái này xuống. Đó, nhấc lên. Nhấc lên bình thường thôi. Cái này nó cũng cứng ghê. Chạy ra rồi mà nó đó. Thì anh em nhấc lên ha. Đây, anh em ấn xuống rồi anh em gạt cái này lên. Thì nó hít rất là cứng nha anh em. Đó, rồi anh em gạt ra. Anh em mà muốn chắc nữa, anh em lót một miếng nước ở đây để anh em hít gặp nè, hít cứng, hít kiến này kia thì tùy. Cái đường kính của cái này á. Đường kính của cái loại này nó khoảng 12 cm ha. Đó, giá là 300.000. Rồi tiếp theo mã 37. 37 đây là cái chống tâm côn số 3 ha, chống tâm động côn số 3 ha. Ở đây thì nó của Germany, của Mỹ gì đó, nhưng mà nó sản xuất ở Nhật ha, của hãng chắc mắc made in Japan. Nhưng mà dành cho Mỹ này kia gì xài cũng được. Côn này là côn số 3 nha anh em. Đó, hai tầng ha. Côn số 3. Cái này là bằng đồng nha anh em. Bằng thép nó mạ màu đồng lên. Ha, nhìn nó rất là giống cái màu đồng. Đó, côn này côn số 3 ha. Giá mã số 37 là 600.000. Rồi tiếp theo mã số 38. 38 ở đây thì mình có những cái đồ đóng cán búa nè. Cái đồ nêm búa anh em. Ví dụ như anh em muốn sử dụng á. Anh em mà chêm cán búa hoặc là làm cái gì đó thì cái này nó sẽ sử dụng để chêm cái cán búa, chứ anh em mình hay xài đinh đó đúng không? Đó thì ở đây nó có loại nhỏ nè, thứ nhất là một tấm nè, thứ hai là loại lớn nè. Loại này rất là lớn, những cái búa, cái rìu lớn á thì anh em sẽ sử dụng những cái này. Rồi tiếp theo là cái loại vừa vừa, loại chung chung. Đây. Đó, cái này nó có một cái vài cái rớt ra thì mình sẽ bỏ riêng ra cho anh em ha, do cũ lâu ngày ở đây nè. Đó. Cái loại này nữa. Rồi. Đây là loại nhỏ nhất nè anh em. Đó, anh em chêm cái cán búa gia đình thì xài loại này. Đây nè. Ở đây thì nó sẽ có theo một cái hình tam giác là nhỏ đến lớn. Và ở đây nó có nấc, khi mà anh em đóng vào cái phần gỗ nó nở ra, cái cán búa nó không có bị sụp xịt nữa. Đó, ba nấc ha. Nó có cái răng cưa giống như răng ngược đó, là anh em đóng vào rồi chứ rút lên rất là khó. Và đây là phần dẹp để anh em đóng ở trên nè. Thì ở đây nó rất là nhiều miếng. Đây là miếng nhỏ nè, rất là nhiều ha. Một miếng nè, hai miếng nè, với mấy cái này nó rớt ra nữa, hai miếng nè, ba miếng nè, miếng này miếng dài, bốn miếng nè, miếng này to lắm, to nặng nữa, và miếng này miếng thứ năm, đó miếng này miếng đôi, thì năm cái miếng lớn này mình bán với giá 600.000 nha anh em. Đó, cái này là đồ chêm cán búa nha. À, rồi tiếp theo mã 39. 39 ở đây là một cái những cái bét phun thuốc sâu giá là 350. Thứ nhất là cái bét này là bét vòng tròn để anh em phun thuốc sâu nè, rất là đẹp, mới chưa xài. Cái thứ hai là cái bét này là cái bét của hãng Asaba, phun cái tia áp lực lớn nè. Cái lỗ này nó to hơn. Cái này anh em tưới lan, tưới gì nè, tưới vườn cây cảnh này kia rất là đẹp. Anh em gắn vào cái cây thuốc sâu của anh em á, nó ra rất là mịn nha anh em. Cái này là mới chưa xài.
Cái này là bằng inox nha, đồng với inox. Rồi cái này nữa là cái cây cũng dạng mịn để anh em xịt thuốc sâu gì đó thì tùy. Răng thông dụng hết nha anh em, tất cả đều là răng 13 thông dụng. Trong này nó có sẵn lưỡi lọc nè, để khi mà ra nó không có bị nghẹt bếp. Đó, những cái này anh em sử dụng vệ sinh nó rất là dễ. Thì ba cái này giá là 350.000. Nhất là cái này nè, cái này anh em sử dụng á, nó ra rất là nhiều và nó mịn nữa, nó không có bị hại lên cái cánh hoa. Đó, bằng inox nha anh em. Cái này là mới chưa xài trong bịch luôn, nhưng mà mình xé bịch mình bỏ để chủ bãi tính tiền khỏi mắc á. Ha. Mã số 39 giá là 350. Rồi tiếp theo mã số 40. 40 ở đây thì mình có một cái kìm rút Rive HR002D da băng ha. Cái này có đầy đủ 4 cỡ nè, của hãng Lobster. Giá là 350.000, mã số 40. Con này hoạt động hoàn hảo nha anh em. Không có lỗi lầm, không có vấn đề gì. Anh em rút lên là bình thường. Có điều cái 4 cái đầu này mình chưa có vệ sinh thôi. Lobster giá 350.000. Rồi mã số 41. 41 mình có một cái cây kìm tuốt dây điện của hãng Lobster luôn, giá là 550.000. Đây là của LS-55 ha. Con này rất là mới, cực kỳ mới luôn. Anh em sẽ có cái độ tăng chỉnh nó ở đây. Tăng chỉnh nó ở đây nè. Và đây là cái tuốt dây điện, đây là cái cắt dây. Đó, con này lò xo này kia là đầy đủ, mới tinh. Để mình đi cắt một cái dây điện mình test cho anh em nha. Đây, đây là khi mà mình tuốt dây điện nè. Đó, nó không có bị không có dính một cái cọng dây đồng nào luôn nha anh em. Vậy mình cắt nè. Đó. Tuốt nè. Cắt nè. Tuốt nè. Cắt. Tuốt. Rất là mới nha anh em. Giá của nó là 550.000, mã số 41. Rồi, tiếp theo mã số 42. 42 đây là một cái khò ga bằng đồng của Mark In Jabel. Đây. Đó, thì cái này là gắn vô khò ga thông dụng của mình bình thường ha. Thì nguyên bản của nó là bằng đồng nguyên khối, lõi trong này là lõi sứ. Lửa rất là mạnh. Thì cái này giá là 350.000, nhưng mà cuối clip mình mới test nha, chứ giờ mình không có test được. Tại vì đèn nó sáng quá. Gắn vô bình ga thông dụng của mình nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 43. 43 ở đây thì mình có một cái bộ lấy ốc gãy của Nhật, của hãng SKC Serial Extractor gì đây nè. Thì cái này nó là từ lớn tới nhỏ nha anh em, rất là to. Đó, cái này là cỡ số 6 nè. Cỡ nhỏ nhất là cỡ số số 1. Là tất cả nó có 6 cây, giá của nó là 600. Lấy ốc gãy á, anh em cho vào vặn ra ngược vô nó sẽ chạy lên. Đó, còn nguyên hộp đầy đủ luôn, giá là 600.000, mã số 43. Tiếp theo mã số 44. 44 mình có một cái cuộn dây thước dây Yamayo, giá là 350, dài 30 m. Con này là sợi sợi thép bọc nhựa nha anh em. Hàng nội địa Nhật nè. Đó, Yamayo 30 m, giá là 350, Mark In Japan. Đó, con này rất là đẹp ha. Con này cực kỳ đẹp và mới. Đó, độ mới rất là cao. Tay cầm này kia hoạt động là đầy đủ. Đó, mã số 44 giá 350.000. Tiếp theo mã số 45. 45 thì mình có một cái bình dầu xịt dầu Italy, Mark In Italy ở đây. Anh em sẽ hơi khó thấy. Đó, thì cái bình này là bình nhựa, anh em có thể dùng xịt nước này kia đều được nha anh em. Ha, nhựa zin của nó rất là khó bể, nó mềm. Trừ khi nào anh em cố tình anh em đập thì chịu thôi. Đó, ti này kia rất là đẹp. Thì cái này, cái nguyên lý hoạt động của nó, khi mà anh em mở ra thì nó sẽ hút cái dầu lên, còn anh em vặn vào thì nó sẽ không có hít. Cái này cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em luôn. Giá của nó mã số 45 là 450.000. Rồi, tiếp theo mã số 46. 46. Rồi, tiếp theo mã số 46 ha. Thì mình có một cái bơm chìm. Bơm chìm này giá là 1.100.000. Đó. Bơm này của hãng Ewera nha anh em. Đây. Con này của Italy ha. Đó, bơm này bơm inox nè. Điện zin là 220. Con này của châu Âu nên điện nó là 220 nha anh em. Đó. Đẩy cao được là 7.5 m. Thì mình không có rành. Lưu lượng của nó là 9 khối trên 1 giờ. Thì có nghĩa là nó khoảng tầm 100 mấy chục lít nha. Phi này là phi 32 nha anh em. Phi này 32. Con này có phao luôn. Điện zin 220. Đây. Đó.
inox nha anh em. Con này thiếu một cái con ốc ở đây rồi, mà kệ không sao, anh em thảy xuống rồi bắt ống lên thì vô tư. Mã số 46, giá là 1,1 triệu. Cái này cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em luôn nè. Rồi tiếp theo thì đây là cái cuộn chì nha nè. Do mình đang quay thì có điện thoại. Thì đây, cuộn chì này của Nhật ha. Chì này rất là nhỏ thôi. Nó nhỏ nhưng mà anh em thích hợp cho anh em hàng điện tử á. Trong này nó có sẵn nhựa thông nha anh em. Đó, cái cuộn nó khoảng nửa ký ha, khoảng nửa ký, còn rất là đầy. Cái cọng nó rất là nhỏ nha anh em. Cọng nó nhỏ như nó to hơn sợi chỉ một chút xíu thôi. Thì anh em xài hàng điện tử hoặc là xài gia đình này kia thì nó rất là nhiều. Giá là 300 ngàn ha, có sẵn nhựa thông, mã số 47 cuộn chì. Rồi, tiếp theo mã số 48 nha nè. Đây là một cái bộ lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa Tashima của Thụy Sĩ. Đó, sản xuất tại Queensland ha. Thì cái này nè, nó sẽ bao gồm một bộ gỗ nè. Cắt gỗ có đinh nha anh em, dính đinh chơi luôn. Còn này là cắt sắt, cắt ống. Thì một bộ nó 5 lưỡi, ví dụ như anh em mua một hộp như vậy đi, mình sẽ sàng qua. Hai lưỡi gỗ nè, ba lưỡi sắt ha. Ba lưỡi sắt thì giá của nó sẽ là 200 ngàn. Đây, ba lưỡi sắt đó. Còn cái này thì còn lại cộng lại thì nó sẽ là một bộ ha. Thì ở trên cái bao bì nó có mới có chữ Thụy Sĩ nha, còn ở đây thì không có. Cái lưỡi này là mới chưa xài. Cái răng thưa này là cắt sắt nè, còn cái răng thưa hơn đó thì nó là cắt gỗ có đinh nha anh em. Cái này thì cuối clip mình sẽ test cho anh em. Rồi, tiếp theo mã số 49. 49 thì có giá là 350 ngàn. Thì đây là một cái cây thước thủy có nam châm, made in Japan nè. Mã của nó là OTB130G nè ha, của Nhật nha anh em. Đây đó, thì con này có nam châm. Cái thứ hai là cái độ chính xác nó cao, và cái thứ ba nó có cái dạ quang để nó phát sáng trong đêm nữa nha anh em. Đó, thì đây mình sẽ bóc ra cho anh em coi nè. Ở đây thì nó sẽ có một cái tay treo. Con này rất là đẹp nha. Đó, thủy rất là đẹp luôn, bằng nhôm CNC. Thì đây là cái nam châm của nó, nam châm rất là mạnh ha. Thì đây là cái dạ quang của nó phát sáng trong đêm. Đó, nó sẽ có ba cái thủy. Thứ nhất là 90 độ, 180 độ, và cái này là 45 độ ha. Đó, 45 độ nè. Con này rất là đẹp nha, nhỏ gọn, anh em nhét túi, nhẹ nữa, nhỏ gọn và nhẹ bằng nhôm. Rồi, con này thì dài là 130 mm. Đây, rất là đẹp. Giá của nó là 350 ngàn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi test đồ cho anh em. Rồi, thì bây giờ anh em sẽ đút cái này vô ha. Đút cái này vô cái bình ga thông dụng của mình nè. Đó, xong anh em sẽ vặn cái này ngược chiều kim đồng hồ nha. Đó, như mình đang làm nè. Rồi, vặn vừa cứng ha. Và anh em mở cái ga nhẹ nhẹ thôi. Đó, đó. Rất là đẹp nha anh em. Lửa rất là đẹp, anh em mở luôn. Đó, lửa rất là đẹp nha anh em. Anh em thò cái gì rất là vô tư. Tại ở đây nó có cái mút của mình thôi, mình không có thể để ấy được. Đó, vặn vô, mở ra nè. À, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Vặn ấy thì mở ra thì vặn thuận chiều kim đồng hồ. Rồi, rút ra như bình thường. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái này cho anh em nha. Rồi. À, rồi. Sau khi anh em vặn vào á, cái này mình cũng vặn chưa chắc ha. Thì mình gá sơ sơ cho anh em thôi. Cắm hơi vô nè. Rồi. Đó. Anh em vặn mở cái này ra thì nó sẽ xòe nha anh em. Đó, cái mặt của nó xòe rất là ấy. Còn khi mà anh em vặn sát vô á, cái này nè. Đó, thì nó sẽ ra một cái tia thẳng. Đó, mở cái này ra nè. Đó, nó sẽ xè ra đầu. Rồi, đây là cái chỉnh lưu lượng nha anh em. Con này hoạt động là hoàn toàn. Và đây là chỉnh hơi dưới đít nè. Hơi dưới đít nè. Đó, không có ra hơi, mở ra nè. Con này hoạt động hoàn hảo nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cái bình xịt dầu cho anh em ha. Rồi, vặn vào đây. Khi mà anh em xịt dầu á, anh em mở cái này ra. Đó, cái con dưới anh em lắp kê lại nè, thì dầu nó sẽ xịt ra.
À, hai em lóc kê hai con ngược chịu nhau rồi. Rất là mệt nha anh em. Rồi khi mà anh em không muốn xài cái dầu nữa, anh em vặn sát vô. Vặn cái này sát vô. À, dầu nó không ra. Vặn sát vô. Đó, vặn sát vô nữa thì dầu nó sẽ không ra nữa. Tại mình đang vặn bằng tay nên dầu nó không ra nữa, còn anh em mở ra. Cái này anh em có thể dùng kìm nè. Dùng kìm để anh em vặn chặt vô nha. Ở này mình vặn bằng tay, ở đây nó có cái khứa cho anh em vặn nè. Đó, cái này anh em muốn xài hơi xài dầu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà anh em vặn. Dầu ít dầu nhiều luôn á. Dầu nhiều nè. Mở ra hết nè. Còn dầu ít nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cái súng lửa xe cho anh em nha. Rồi, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Không lỗi lầm ha. Đó, đầu bếp đó nè. Bếp này là bếp xè nha. Đó, bếp này bếp xè. Đó. Nè, buông cò nè. Không xì nha. Hoạt động là hoàn hảo. Đó. Anh em hoạt động là hoàn hảo ha, không có lỗi lầm gì ha. Đó, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đó. Quan trọng là máy anh em phải xài được súng thì anh em mới xài cây này được. Áp cao. Rồi, bye bye anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái chiếc này kích đề nha anh em. Thì đầu tiên anh em gạt xuống đây. Cái phone nuôi xanh nè. Cái này là battery nè, là 12V ha. Đó thì cái này mình không có test chức năng sạc tại vì nó bình thường quá rồi ha. Đó, cái này thì vặn về on, off vào đây. Vặn về on. Công tắc nguồn nè, bật. Ở đây thì mình đã tháo cái bình ắc quy ra luôn rồi nha anh em. Thường một số anh em á, khi mà bình anh em yếu á, anh em sẽ để trực tiếp vô luôn. Ví dụ như cái bình anh em hết, anh em để trực tiếp luôn, không tháo nha anh em. Không tháo, và anh em sẽ kê cái bình vô, anh em gạt qua chức năng kích đề. Như đây mình tháo là tại vì mình không có cái bình hư. Chứ đúng là cái bình hư nó có vô á, nó sẽ đỡ rất là nhiều. Nó không bị quá tải bởi cái sạc này nha anh em. Đó đây à, hoàn toàn không có bình ắc quy nha. Đó, đây mình bật lên nè, chìa khóa đây à, thì anh em bấm đề. Đó. Thì cái này là cái chức năng kích đề. Nó hoàn toàn không có bình ắc quy nha anh em. Đó, chức năng kích đề qua đây, anh em gạt qua đây nha. Nếu mà anh em gạt qua chức năng sạc này nè, nó sẽ bị nhảy cái cầu chì hoặc là đứt cầu chì này. À, thì anh em thay cầu chì thôi. Rồi bây giờ mình thử lại lần nữa cho anh em. Đó, xe không có bình nha. Rồi, mình bấm đề nè. Đó rồi. Ha, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Chức năng sạc thì nó cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì. Rồi, bye bye anh em. Thì bây giờ mình sẽ test cái bơm chìm nha anh em. Con này sử dụng điện 220. Đây, nó có cái phao. Là phao này khi mà nó hạ xuống nó sẽ tự động nó ngắt nha anh em. Ở đây mình sẽ thử tải cho anh em. Và tại vì cái phao này nhiều khi cái thùng bê này nó nhỏ, mình không có thử được, mình chỉ cầm mình nhấc lên thôi nha. Đây, mình sẽ cho nó chạy cho anh em nha. Đó. Nó rất là mạnh nha anh em. Cực kỳ mạnh luôn. Ha. Rất là mạnh luôn nha anh em. Thì cái này nè, khi mà cái phao nó hạ xuống nó sẽ không có chạy được. Đây, mình sẽ đạp nó xuống nè. Đó, nếu mà ấy mình bật công tắc nè. Đó, thì cái phao nó không có chạy được nha. Rồi, đây, buông này để tắt đi, để anh cho nước vô. Rồi, đó, rồi, thì mình sẽ cho nước vô. Đó, thì khi cái phao nó bị chúi xuống anh em, là cái mực nước nó cạn nó sẽ không có ấy được nha. Bây giờ mình sẽ kéo cái phao lên và mình bật công tắc nè. Cái này là chế độ tự động, tại vì mình tắt công tắc đi cho nó an toàn thôi. Tại vì điện với nước nó nguy hiểm. Rồi, bây giờ bật nè. Đó, ha. Rồi, thì cái này hoạt động hoàn hảo nha anh em. Lưu lượng bơm là khoảng 100 lít một phút. Đó, cái này là mình test cho anh em thử tải thử ấy đầy đủ rồi. Bye bye anh em.